Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 11 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ít có sự biến động ở cả khu vực miền Bắc, miền Trung và thị trường miền Nam. Với mức giá bình quân trong ngày hôm nay đang giao động trong khoảng từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 4 cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục với mức tăng giao động từ 3 cho đến 500 đồng mỗi kg. Nguyên nhân được cho là giá nguyên liệu đầu vào đang ở mức cao khiến cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đồng loạt có xuống tăng. Ngay như công ty chăn nuôi CP Việt Nam cũng đã tăng đến 400 đồng trên 1 kg vào đầu tháng 4 vừa qua. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cho biết, nguyên nhân tăng giá là do nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng liên tục do thời tiết bất lợi ở các khu vực trồng chính trên thế giới, đặc biệt là khu vực Nam Mỹ. Đồng thời căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã tác động lớn đến giá ngô và lúa mì ở trên thế giới. Theo thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam lên đến 551 triệu đô la Mỹ thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu và nguồn nhập chủ yếu đến từ các quốc gia như là Brazil, Argentina hay là đối với Hoa Kỳ. Hiện nguồn cung cấp ngô từ Nga và Ukraine đang thiếu hụt nên giá đang có xu hướng tăng mạnh. Và với mức giá heo hơi như hiện nay, ngay như các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ chỉ dao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg thì người chăn nuôi vẫn chưa có lãi. Cụ thể một số địa phương theo ghi nhận trong ngày hôm nay như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương đang dao động trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá 56.000 đồng vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương đặc biệt là đối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương. Còn đối với các tỉnh ở khu Trung Du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Thái Nguyên trong ngày hôm nay, có mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế đang phổ biến mức giá từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ đã xuất hiện mức giá 54 cho đến 56.000 đồng rải rác ở các huyện thuộc Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay là đối với khu vực Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, Bình Định, Phú Yên vẫn còn có xuất hiện mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Thị trường miền Nam sau nhiều ngày tăng giá mạnh thì trong ngày hôm nay giá hơi hầu như không có sự biến động nhiều địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ vẫn có mức giá cao, nhiều nơi báo giá dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có một số địa phương, đặc biệt là khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp dao động 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang duy trì trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 56.000 đồng, đặc biệt là khu vực xuyên mộc của Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay, ở một số chợ đầu mối lớn thuộc khu vùng Bắc, đặc biệt là chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, lượng heo về chợ vẫn nhiều và thậm chí có cả heo ở các tỉnh thuộc khu vùng miền Nam và thị trường miền Trung trở ra. Giá heo hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xuống đi ngang với dòng heo siêu ba máu giao động từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên hiện nay đang là thời điểm nghỉ lễ số tổ Hùng Vương. Chính vì vậy mà ở khu vực này hôm nay chợ chiều thủ khá tốt. Sức mua tăng có thể khiến cho giá hơi trong vài ngày tới tăng trở lại. Và cụ thể, theo nhận giá hơi trong ngày hôm nay, ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cầm nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội giao động từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục Ninh Giang của tỉnh Hải Dương có mức giá bình quân từ 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh dao động 52 cho đến 55.000 đồng. Hưng Yên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình có mức giá 55 cho đến 56 000 đồng. Hải Phòng phổ biến mức giá 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao quanh mức giá từ 51 cho đến 55 000 đồng, trong khi đó Ninh Bình phổ biến mức giá 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân từ 50 cho đến 54.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục thanh sơn, thanh thủy của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay giao động từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến mức giá 51 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó Bắc Giang giao động 49 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Sơn La 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Hạn đang dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Ba 37 chợ đồn của tỉnh Bắc Hạn có mức giá bình quân 52.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Tuyên Quang phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lào Cai có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Yên Bái phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Lục Yên của tỉnh Yên Bái có mức giá khá thấp, chỉ dao động 49 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Lai Châu, dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Điện Biên phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Nam như là Đồng Nai giao động 53 cho đến 55.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá của củ chi của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đang giao động 54.000 đồng trên 1 kg. Bà Điệp Vũng Tàu phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh giao động 52 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, nhiều địa phương đã chạm mốc 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là đối với Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong khi đó, đối với tỉnh Bến Tre, phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Trà Vinh phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 53 cho đến 56.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Kiên Giang phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Cà Mau giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Tiền Giang giao động trong khoảng 54.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Long An giao động 53 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu miền Trung như Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 48 cho đến 54.000 đồng. Hà Tĩnh dao động từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị 50 cho đến 53.000 đồng. Huế nhỉnh hơn một giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ có mức giá khá cao, cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 giá so với thị trường Bắc Trung Bộ. Cụ thể như Đà Nẵng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng. Quảng Nam phổ biến mức giá 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Phú Yên 54.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa giao động 52 cho đến 55.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến từ 52 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Định có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu Tây Nguyên, riêng chỉ có tỉnh Lâm Đồng là vẫn duy trì mức giá cao 50 cho đến 53.000 đồng. Các địa phương khác như là Đắk Nông hay là đối với tỉnh Đắk Lắk phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Gia Lai 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Còn Tùm cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 52.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giái hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.